chẩn đoán và xử trí cơ tăng huyết áp. Thì như chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ người bị tăng huyết áp chung trên toàn thế giới thì rất là cao, khoảng từ 35 đến 40% trên toàn thế giới. Và như chúng ta đã biết là tại Việt Nam thì tỷ lệ mắc tăng huyết áp nếu theo cái nghiên cứu trước đây nó là khoảng 25%, thì một cái nghiên cứu gần đây thì tỷ lệ tăng huyết áp tại Việt Nam nó cũng vào khoảng gần 50%. Tuy nhiên là chúng ta sẽ thấy rằng là hiện nay với cái việc chúng ta có ra đời rất là nhiều các cái thuốc hạ huyết áp, đồng thời là chúng ta đã có những cái chiến lược, chương trình trong việc kiểm soát huyết áp ở trong cộng đồng. Cho nên là cái tỷ lệ mà người bệnh tăng huyết áp có trong đời một lần cơn tăng huyết áp thì chúng ta chỉ gặp khoảng từ 1 đến 2%. Và trong số đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong số những người mà bị cơn tăng huyết áp thì đa số khoảng 70% là những cái trường hợp mà tăng huyết áp tăng cao kịch phát nhưng không có kèm tổn thương cơ quan đích. Và những trường hợp này thì cái việc xử trí chúng ta khá đơn giản là chúng ta chỉ cần dùng các cái thuốc uống và được chẩn đoán là tăng huyết áp khẩn cấp hay là tăng huyết áp khẩn trương. Chỉ có khoảng 30% trong số đó thì cơn tăng huyết áp kịch phát có kèm tổn thương cơ quan đích. Và những trường hợp này người ta gọi là các cơn tăng huyết áp cấp cứu. Và những trường hợp này chúng ta bắt buộc phải nhập viện, xử trí trong các cái đơn vị cấp cứu và có một cái điều trị rất là tích cực. Thì những trường hợp này chỉ gặp khoảng 30% mà thôi. Như vậy trong cái bài ngày hôm nay thì chúng ta có hai cái mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là chúng ta làm sao để chẩn đoán phân biệt được hai thể của cái cơn tăng huyết áp là tăng huyết áp cấp cứu và tăng huyết áp khẩn trương. Vì hai cái trường hợp này chúng ta sẽ thấy rằng là cái cách thức xử trí có khác nhau. Không phải tất cả mọi trường hợp chúng ta đều phải cho nhập viện. Và thứ hai là chúng ta sẽ nắm được cái cách thức xử trí đối với hai cái tình huống tăng huyết áp nặng khác nhau này. Thì đấy là mục tiêu của cái bài ngày hôm nay của chúng ta. Về nội dung thì chúng ta sẽ có ba cái nội dung để đáp ứng hai cái mục tiêu. Thứ nhất là chúng ta sẽ hiểu được cái khái niệm về cơn tăng huyết áp gồm thế nào là tăng huyết áp cấp cứu, thế nào là tăng huyết áp khẩn trương. Thứ hai là việc chẩn đoán hai cái tình huống này ra sao. Và thứ ba là cái việc điều trị như thế nào. Chúng ta vào cái phần thứ nhất là về định nghĩa. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là thực ra các cái định nghĩa nó có hơi khác nhau một chút. Tuy nhiên trong những cái khuyến cáo gần đây nhất của ACC cũng như ESC thì định nghĩa cơn tăng huyết áp đó là một tình trạng huyết áp tăng cao kịch phát. Và huyết áp thì thường là đối với áp tâm thu là từ trên 180 mét thủy ngân và huyết áp tâm trương là trên 120 mét thủy ngân. Huyết áp tăng cao kịch phát. Và bên cạnh cái việc huyết áp tăng cao đột ngột kịch phát này thì người ta sẽ dựa vào việc là có hay không có kèm theo tổn thương cơ quan đích. Mà cái cơn tăng huyết áp này được chia thành hai thể là tăng huyết áp cấp cứu hay là tăng huyết áp khẩn trương. Thế về cái việc thuật ngữ thì dịch ra tiếng Việt thì tăng huyết áp cấp cứu thì đa số các đồng nghiệp của chúng ta đều hypertensive emergency thì chúng ta đều thống nhất dịch là tăng huyết áp cấp cứu. Còn hypertensive urgency thì có người thì dịch là tăng huyết áp khẩn cấp và có người thì dịch là tăng huyết áp khẩn trương. Nhưng mà tôi thì tôi thấy rằng là cái từ tăng huyết áp khẩn trương thì làm cho mình dễ phân biệt hơn, vì cứ là cấp cấp thì nghe cái đuôi cấp cấp nó dễ nhầm. Cho nên là trong cái bài này thì tôi thống nhất dùng cái thuật ngữ là tăng huyết áp khẩn trương, tức là cái việc của chúng ta điều trị là chúng ta cần khẩn trương hơn bình thường. Tuy nhiên nó không phải là một cái cấp cứu. Thế vì vậy mà trong bài hôm nay thì chúng tôi sẽ dùng cái thể hai cái thuật ngữ mà dịch ra tiếng Việt là tăng huyết áp cấp cứu và tăng huyết áp khẩn trương. Thì nó hơi khác những cái bài trước đây một chút. Tăng huyết áp cấp cứu thì như thế nào? Đó là trường hợp mà tăng huyết áp tăng cao kịch phát. Thực ra thì cái con số huyết áp thì đa số sẽ dùng cái ngưỡng là từ 180 đối với áp tâm thu và trên 120 đối với áp tâm trương. Nhưng cái quan trọng đó là nó có kèm theo các bằng chứng về tổn thương cơ quan đích mới xuất hiện hoặc là mới tiến triển. Tức là ví dụ trước đây bệnh nhân đã có tai biến mạch não thì mới tiến triển một cái tai biến mạch não mới, hoặc là trước đây đã có bệnh mạch vành nhưng có những cái tiến triển mới, ví dụ như là những cái nhồi máu cơ tim, thì đấy là những cái tổn thương cơ quan đích mới xuất hiện. Và đây là những cái trường hợp mà thường đe dọa đến tính mạng.
Thì trong những nghiên cứu trước đây chúng ta thấy rằng là nếu như mà không được điều trị tích cực thì tỷ lệ tử vong trong vòng 1 năm lên tới 79% và thời gian sống sót trung bình của những bệnh nhân này chỉ là khoảng 10 tháng nếu không được điều trị. Tuy nhiên là chúng ta sẽ thấy rằng là gần đây với là các cái việc điều trị của chúng ta, việc chẩn đoán và điều trị tích cực cho nên là đã cải thiện rất là nhiều ở cái tỷ lệ tử vong cũng như là sống sót còn của những cái bệnh nhân này. Và cái tổn thương cơ quan đích kèm theo thì là những cái tổn thương gì? Thì chúng ta thở đấy là có tất cả các cái tổn thương cơ quan đích mà có thể gặp, tức là từ đầu đến chân. Như là đối với não thì chúng ta có thể gặp đó là bệnh não do tăng huyết áp, các cái tai biến mạch não như là xuất huyết não hoặc đột quỵ não. Đối với tim thì chúng ta có thể gặp là các cái trường hợp là phù phổi hoặc là nhồi máu cơ tim hoặc là các hội chứng vành cấp. Đối với hệ động mạch thì chúng ta cũng rất là thường gặp là lóc tách động mạch chủ. Và đặc biệt chúng ta cũng sẽ gặp những cái thể có cái suy thận tiến triển. Và đặc biệt là ở phụ nữ mang thai thì đó là những trường hợp tiền sản giật hoặc sản giật thì sẽ xếp vào là tăng huyết áp cấp cứu. Trong tăng huyết áp cấp cứu thì có một số điểm mà chúng ta cần lưu ý. Đó là con số huyết áp không quan trọng bằng là cái tần suất huyết áp tăng lên, tức là cái mức độ huyết áp nó tăng lên nhanh chóng thì nó quan trọng hơn là cái con số huyết áp là bao nhiêu. Và người ta thấy rằng là trong những trường hợp này thì nếu như trước đây bệnh nhân đã được phát hiện là có tăng huyết áp thì thường là bệnh nhân sẽ dung nạp được tốt hơn. Và đối với tăng huyết áp cấp cứu thì thực sự là nó là một cái trường hợp mà cấp cứu. Tuy nhiên là cái trong cái tình huống này thì chúng ta cần phải hạ huyết áp nhanh. Tuy nhiên mức nhanh như thế nào thì tí nữa chúng ta sẽ cần xem xét đối với từng thể khác nhau. Và cái mức độ nhanh này nhưng không cần thiết phải về ngay mức bình thường. Và cái mục tiêu của việc hạ huyết áp thì là để ngăn ngừa cái tiến triển của tổn thương cơ quan đích. Thì tí nữa chúng ta sẽ xem là chúng ta cần phải hạ như thế nào, ở việc điều trị thuốc ra làm sao. Và trong trường hợp này thì một cái khuyến cáo rất là quan trọng đó là chúng ta bắt buộc phải dùng các thuốc đường tĩnh mạch và chúng ta sẽ hạn chế việc phải dùng các thuốc đường uống. Vì tí nữa chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta dùng các thuốc đường uống, đặc biệt là các thuốc đường uống mà nếu chúng ta dùng cái liều loading liều cao thì nó có tích lũy liều và nó có thể làm tụt huyết áp quá mức và gây hậu quả xấu hơn cho bệnh nhân. Và đây là những cái trường hợp mà chúng ta cần phải điều trị ở các đơn vị cấp cứu. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong cái việc điều trị của các bệnh nhân thì qua một cái quá trình thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Chúng ta điều trị gì thì chúng ta điều trị. Nhưng một trong những cái quan điểm quan trọng mà tôi rất là muốn truyền đạt đến các bạn đó là chúng ta điều trị cái gì thì điều trị. Nhưng chúng ta không làm xấu hơn, tức là không làm tốt hơn thì ít nhất chúng ta không làm xấu hơn những cái tình trạng của bệnh nhân. Thì đấy là một trong những cái nguyên tắc mà khi chúng ta trong cái quá trình thực hành y khoa thì tôi cũng mong muốn các bạn là chúng ta sẽ có những cái đưa ra được những cái nguyên lý nhất định cho chúng ta trong cái việc điều trị bệnh nhân. Trường hợp ngược lại đó là tăng huyết áp khẩn trương thì là những trường hợp như thế nào? Thường là cũng là trường hợp tăng huyết áp tăng cao kịch phát nhưng mà bệnh nhân thường ổn định và không có kèm tổn thương cơ quan đích. Thì những bệnh nhân này chúng ta thấy rằng là đa số là những cái bệnh nhân mà trước đấy đã được chẩn đoán có tăng huyết áp và thường gặp là bệnh nhân không tuân thủ điều trị. Và bệnh nhân thường là có thể kèm theo những cái việc là bệnh nhân quên uống thuốc hoặc bệnh nhân trước đấy có những cái căng thẳng lo lắng. Và các cái triệu chứng thì có thể là không có triệu chứng gì hoặc là bệnh nhân có thể kèm theo những cái triệu chứng như là đau đầu nhẹ hoặc có khó thở nhẹ hoặc là chóng mặt. Và chúng ta cũng sẽ thấy có một cái tỷ lệ nhất định là bệnh nhân có thể kèm theo có chảy máu mũi. Và thường là rất hay kèm có cái tình trạng lo lắng ở trong những bệnh nhân này. Vì vậy mà trong cái quá trình điều trị thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta cũng nên cho những cái thuốc giảm lo âu cho những bệnh nhân này. Và với những cái bệnh nhân mà tăng huyết áp gọi là tăng huyết áp khẩn trương, tức là tăng huyết áp tăng cao kịch phát thì chúng ta sẽ chỉ cần xử trí các thuốc đường uống và chúng ta có thể không cần phải nhập viện mà có thể xử trí ngay tại cái phòng khám ban đầu. Thế thì thường cái ngưỡng chẩn đoán thì chúng ta thấy rằng là cái con số thì người ta cũng tuân thủ chung đó là 180/120. Nhưng thường những trường hợp này thì thường là cái huyết áp của bệnh nhân thường là tăng cao
cái tâm trương thường là tăng cao trên 120. Đối với tăng huyết áp cấp cứu thì chúng ta sẽ thấy là có một số những cái thể mà người ta chia ra. Thì các thể của tăng huyết áp cấp cứu thì chúng ta có thể gặp, tức là tăng huyết áp ác tính là những cái trường hợp mà tăng huyết áp nặng, đặc biệt những trường hợp này thì thường có kèm theo tổn thương đáy mắt là xuất huyết, xuất tiết hoặc phù hoai và có thể kèm theo các cái bệnh não do tăng huyết áp. Thể thứ hai được phân loại đó là tăng huyết áp nặng, tức là tăng huyết áp rất cao và kèm theo các cái trường hợp tổn thương cơ quan đích. Thì như các bạn thấy ở đây là các bạn, nếu mà các bạn nào làm cấp cứu thì cũng rất là thường gặp, tức là tăng huyết áp tăng cao kèm theo là tai biến mạch não hoặc là các cái hội chứng vành cấp hoặc là suy tim cấp hoặc là tách động mạch chủ hoặc là suy thận cấp. Thứ ba là hiếm gặp hơn, đó là tăng huyết áp mà có kèm theo pheochromocytome, tức là tăng huyết áp đột ngột mà có gì ạ, u tủy thượng thận và có kèm theo tổn thương cơ quan đích, thì những trường hợp này chúng ta hiếm gặp hơn. Và đặc biệt một cái thể nữa chúng ta cũng có thể gặp và xếp vào là tăng huyết áp cấp cứu là tăng huyết áp ở phụ nữ mang thai với tăng huyết áp nặng và có kèm theo là tiền sản giật hoặc là sản giật. Thì riêng đối với tăng huyết áp ở phụ nữ mang thai thì tôi cũng muốn nhấn mạnh với các bạn là đối với phụ nữ mang thai thì chúng ta thấy rằng là huyết áp tâm thu chỉ từ 160 trở lên và huyết áp tâm trương từ 110 trở lên đã chẩn đoán là tăng huyết áp nặng. Đấy, thì nó khác với là những người mà không có mang thai. Thì tăng huyết áp nặng là khi mà đã chỉ cần huyết áp tâm trương thu từ 160 và tâm trương từ 110 trở lên, chúng ta đã chẩn đoán là tăng huyết áp nặng. Và những phụ nữ mang thai mà tăng huyết áp nặng có kèm theo tổn thương cơ quan đích thì đấy là một trường hợp mà chúng ta phải xử trí cấp cứu. Các bạn nào ở đây, có các bạn nào đã gặp cái tăng huyết áp mà gọi là tăng huyết áp ác tính chưa ạ? Có bạn nào đã gặp chưa ạ? Bạn nào gặp thì chúng ta có thể giơ tay ạ. Vâng, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái tăng huyết áp nặng thì thời mà tôi mà nội trú thì chúng ta sẽ gặp khá nhiều hơn hiện nay. Tôi thấy rằng là cái tỷ lệ hiện nay cái tăng huyết áp gọi là tăng huyết áp ác tính có lẽ là do mình có rất là nhiều thuốc, cho nên cái thể mà tăng huyết áp ác tính thì ít gặp hơn. Thì đây là những trường hợp mà thường rất là hay gặp trước đây, tức là bệnh nhân tự nhiên thấy nhìn mờ hoặc là tự nhiên thị lực kém đi rất là nhiều. Và thường là bệnh nhân lại rất là hay đến là khám ở viện mắt trung ương. Và khi đó thì khi mà khám mắt thì các bác sĩ mắt đo huyết áp thì thấy là huyết áp tăng rất là cao, 220. Thì đây là những trường hợp mà tiến triển về mặt đáy mắt, tiến triển tổn thương rất là nhanh và bệnh nhân sẽ đi khám. Và thường những trường hợp này là hay gặp ở những cái bệnh nhân mà tăng huyết áp mãn tính và có kèm suy thận giai đoạn cuối. Và hay có thể kèm gọi là bệnh não do tăng huyết áp, tức là bệnh nhân thường là có thể kèm những cái triệu chứng như là buồn nôn, rồi là rối loạn ý thức, ngủ gà và không có cái dấu hiệu thần kinh khư trú rõ rệt. Thì đây là trường hợp những cái huyết áp tăng cao đột ngột và cái hệ thống điều hòa của hệ mạch máu não nó bị rối loạn và gây đến phù não, thì thường là bệnh nhân có thể gặp cái thể gọi là tăng huyết áp ác tính. Thì vì trước đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái thể này thì do cái thuốc mà ít hơn nên là có thể gặp nhiều hơn. Thế nhưng mà những cái trường hợp này khi mà chúng ta điều trị thì những cái triệu chứng của bệnh nhân nó cũng cải thiện rất là nhanh. Chúng ta sang phần thứ hai, đó là phần chẩn đoán hai cái thể này thì như thế nào. Thì chúng ta thấy rằng là về mặt dịch tễ thì chúng ta thấy rằng là như tôi đã nói, thì trong cái tăng huyết áp cơn thì tăng huyết áp cấp cứu là chỉ chiếm khoảng 24%, còn lại là tăng huyết áp khẩn trương. Và các cái tỷ lệ của tăng huyết áp cấp cứu thì theo dữ liệu của rất là nhiều nghiên cứu thì chúng ta thấy rằng là nhồi máu não sẽ là hay gặp nhất, kèm tiếp đến là phù phổi, xuất huyết não và tách động mạch chủ chúng ta thấy ít gặp hơn, và tiếp đó là tiền sản giật vì nó trên tỷ lệ phụ nữ mang thai. Tuy nhiên về mặt triệu chứng thì đây là những cái gợi ý ban đầu mà các bạn có thể tham khảo để khi mà bệnh nhân gặp thì chúng ta có thể phân biệt. Thì chúng ta thấy rằng là mặc dù là với cái thể bệnh như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là đối với tăng huyết áp cấp cứu thì thường chúng ta sẽ thấy rằng là tuổi cao hơn. Và đặc biệt một trong những cái điều rất là quan trọng là đối với tăng huyết áp cấp cứu thì chúng ta thấy rằng là cái huyết áp tâm trương thường là cao hơn so với tăng huyết áp khẩn trương. Về mặt triệu chứng thì chúng ta sẽ thấy rằng là đối với tăng huyết áp cấp cứu thì chúng ta thấy rằng là mặc dù là cái đột quỵ não là cái tổn thương cơ quan đích thường gặp nhất,
Nhưng mà chúng ta thấy rằng là triệu chứng thường gặp ở tăng huyết áp cấp cứu thì lại hay gặp là đau ngực, khó thở 27%, 22% và dấu hiệu thần kinh khu trú là 21%. Ngược lại tăng huyết áp khẩn trương thì chúng ta lại thấy rất là hay gặp các cái triệu chứng đau đầu, mà ngược lại tăng huyết áp cấp cứu thì chúng ta lại thấy ít gặp đau đầu hơn. Và đặc biệt là trong huyết áp khẩn trương thì tôi vừa nói là chúng ta sẽ hay kèm có cái chảy máu mũi. Ngoài ra những cái triệu chứng khác có thể gặp nhưng mà rất là ít như là đau ngực, khó thở và chóng mặt. Còn các dấu hiệu thần kinh khu trú để tăng huyết áp khẩn trương thì ít gặp hơn. Và chúng ta thấy rằng là thực ra thì quan trọng là đây là những cái triệu chứng ban đầu để gợi ý. Nhưng quan trọng chúng ta phải thăm khám lâm sàng cũng như là kết hợp cận lâm sàng nhanh chóng để mà chúng ta phân loại hai cái trường hợp này. Tất nhiên là chúng ta sẽ thấy rằng là trong nhiều trường hợp thì chúng ta cũng rất là khó mà ngay lập tức phân loại được hai trường hợp đó là cấp cứu hay khẩn trương. Vì vậy mà đôi khi chúng ta vẫn phải lưu ở cái phòng khám cấp cứu của chúng ta để mà chúng ta theo dõi tiếp tục. Như vậy thì trong chẩn đoán cơn tăng huyết áp có hai vấn đề chúng ta cần phải quan trọng. Đó là thứ nhất là chúng ta phát hiện các yếu tố nào là yếu tố nguy cơ để khởi phát cơn tăng huyết áp. Và thứ hai là chúng ta phải nhanh chóng phát hiện xem bệnh nhân có các dấu hiệu và triệu chứng của tổn thương cơ quan đích hay không. Vì cái việc này nó rất là quan trọng để chúng ta phân biệt giữa hai loại là tăng huyết áp cấp cứu hay tăng huyết áp khẩn trương, và chúng ta có cái hướng xử trí khác nhau. Vậy thì trong cái quá trình khám của chúng ta thì chúng ta phải lưu ý những cái điểm gì? Thì trong việc hỏi bệnh thì chúng ta rất chú ý đó là tiền sử tăng huyết áp, số huyết áp gần đây nhất, cái con số huyết áp gần đây nhất của bệnh nhân, thuốc huyết áp bệnh nhân điều trị ra sao và việc tuân thủ điều trị như thế nào. Đặc biệt bệnh nhân có dùng những cái thuốc mà làm cho huyết áp tăng vọt hay không? Ví dụ như là các cái hormone hoặc là những cái thuốc, ví dụ như các cái hút thuốc, uống rượu hoặc những cái thuốc, kể cả những cái thuốc ví dụ như thuốc nhỏ mũi hoặc những cái thuốc chống viêm non-steroid là những cái thuốc mà có thể làm cho huyết áp tăng lên, hoặc là các cái thuốc corticoid. Rồi tiền sử trong gia đình ra sao? Đối như phụ nữ ở độ tuổi mang thai thì chúng ta cần phải hỏi xem là bệnh nhân có đang mang thai hay không. Đặc biệt là chúng ta phải tìm hiểu những cái dấu hiệu của tổn thương cơ quan đích hay không, những cái triệu chứng liên quan đến thần kinh, rồi những cái triệu chứng liên quan đến tim mạch, huyết áp, tiền sử trước đây của bệnh nhân. Đấy, thì chúng ta phải chú ý. Đặc biệt những tiền sử về các bệnh nội tiết như là cường giáp hay suy giáp, hoặc là các bệnh tiểu đường, những cái tiền sử sử dụng các cái thuốc. Thế thì ví dụ ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc hỏi bệnh này sẽ cung cấp cho chúng ta rất là nhiều trong cái việc chúng ta xác định là một bệnh nhân này là tăng huyết áp khẩn trương hay là tăng huyết áp cấp cứu. Thì vừa rồi là chúng tôi là có tiếp nhận một bệnh nhân là ở dưới C1 chuyển lên, thì là một bệnh nhân nữ 70 tuổi và bệnh nhân đã đang được điều trị bằng thuốc huyết áp. Trong vòng khoảng 3-4 ngày nay thì huyết áp của bệnh nhân là bệnh nhân có những cái căng thẳng lo lắng trong gia đình là chồng mới mất, và khoảng 3-4 ngày nay thì huyết áp của bệnh nhân thường đo là 180/120, và bệnh nhân đi khám bệnh viện huyện, sau đó thì được chuyển đến bệnh viện tỉnh và chuyển đến phòng cấp cứu. Và bệnh nhân đã được ở dưới C1 là xử trí ngay lập tức là truyền nicardipin. Như vậy thì theo các bạn, như vậy là với một bệnh nhân như vậy thì cái việc chẩn đoán và xử trí bằng truyền thuốc nicardipin là có đã phù hợp chưa? Bạn nào đồng ý là phù hợp, đúng thì giơ tay thôi ạ. Có ai giơ tay là đúng không ạ? Các bạn đã rõ tình huống chưa ạ? Còn hỏi gì thêm không ạ? Vâng, thế còn các bạn khác thì cho là chưa đúng. Thế ai cho là chưa đúng thì giơ tay ạ. Vâng. Vâng. À, chưa đúng. Rồi. Một số bạn, còn những bạn khác thì không có ý kiến gì. Vâng. À, nào Hùng xem nào. Theo em thì trường hợp đấy là như thế nào? Rồi, cảm ơn em. Thì đấy là một cái trường hợp mà chúng ta sẽ thấy rằng là
Nếu mà tôi tiếp nhận, vì tôi lại tiếp nhận bệnh nhân 9C4 thì đấy là một trường hợp mà mình xử trí, chẩn đoán và xử trí là hơi over một chút. Bởi vì sao ạ? Bệnh nhân đã có tiền sử điều trị tăng huyết áp, bệnh nhân có yếu tố căng thẳng lo lắng, và bệnh nhân đã có từ trước đấy vài ba ngày là huyết áp đã tăng cao rồi. Thế cho nên là nếu mà mình cần phải xử trí ngay như vậy thì với việc mình xử trí ngay các thuốc đường tĩnh mạch là nó không cần thiết. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái việc hỏi bệnh, cái tiền sử quá trình điều trị là rất là quan trọng để chúng ta quyết định cái việc điều trị. Một điểm quan trọng nữa đó là việc đo huyết áp cẩn thận cũng rất là quan trọng ở cả tư thế nằm và tư thế đứng và hai tay. Vì rất là nhiều bệnh nhân khi mà đến phòng cấp cứu thì bệnh nhân được vận chuyển đến là khi đôi khi đến với chúng ta là trong trạng thái căng thẳng lo lắng thì huyết áp của bệnh nhân rất là cao. Cho nên chúng ta phải chờ. Tất nhiên là trong những trường hợp này thì chúng ta phải đo lại rất là nhanh. Trong vòng khoảng 15 phút thì chúng ta phải đo lại một lần nữa để xem huyết áp thực sự của bệnh nhân là bao nhiêu. Và đặc biệt là việc khám cẩn thận để xem các cái tổn thương cơ quan đích trên lâm sàng có hay không, bao gồm như là cái triệu chứng về thần kinh, đáy mắt, rồi khám xem các cái bệnh lý về tuyến giáp, rồi khám về tim, thận. Đấy thì là rất là quan trọng. Bên cạnh đó thì ngay lập tức ở phòng cấp cứu chúng ta có thể làm một số những cái xét nghiệm cũng như là nhanh chóng chỉ định những cái xét nghiệm để chúng ta khẩn trương chúng ta đánh giá các cái trường hợp của bệnh nhân. Trong đó thì chúng ta sẽ thấy đây là những cái xét nghiệm mà chúng ta được khuyến cáo. Thì đây là những cái phía trên màu đỏ là những cái mà xét nghiệm ở đây chúng ta thấy là xét nghiệm mà gọi là thường quy là chúng ta cần phải chỉ định. Đó là cái việc soi đáy mắt là rất quan trọng và được khuyến cáo. Thì trước mà trong các cái phòng cấp cứu là bao giờ cũng có một cái đèn soi đáy mắt tại giường, là chúng ta có đều có thể soi đáy mắt ngay lập tức cho bệnh nhân. Điện tâm đồ 12 chuyển đạo là chúng ta rất là nhanh chóng có thể làm được điện tâm đồ và chúng ta có thể loại trừ ngay xem có hội chứng vành khớp hay không, hoặc có những cái bất thường ở trên điện tim hay không. Nhanh chóng xét nghiệm công thức máu, rồi các cái xét nghiệm về chức năng thận, điện giải đồ để chúng ta xem có một cái suy thận cấp hay không. Và đặc biệt nếu phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ thì chúng ta có thể thử thai. Thì đây là những cái xét nghiệm mà cơ bản được khuyến cáo ở tất cả các tuyến. Như vậy chúng ta thấy rằng là với một cái khuyến cáo này thì ngay ở tuyến huyện là chúng ta cũng có thể triển khai được. Còn những cái xét nghiệm nâng cao hơn thì trong những trường hợp mà chúng ta định hướng thì chúng ta sẽ làm những cái xét nghiệm và chỉ định những xét nghiệm. Ví dụ chúng ta nghi ngờ là có bệnh tim thiếu máu cục bộ, hội chứng vành cấp thì xét nghiệm về men tim, xét nghiệm X quang tim phổi trong mọi trường hợp để chúng ta nghi ngờ về suy tim, rồi tách động mạch chủ, siêu âm tim giúp chúng ta chẩn đoán xem có suy tim hay không, rồi có những cái triệu chứng của tách động mạch chủ ở đoạn gần là siêu âm tim chúng ta cũng có thể thấy được. Trong trường hợp nghi ngờ thì chúng ta có thể chụp cắt lớp ngực hoặc bụng để loại trừ các cái tách động mạch chủ. Trong trường hợp nghi ngờ tổn thương não thì chúng ta cho chỉ định chụp cắt lớp hoặc là chụp MRI mạch não để chúng ta xử trí cấp cứu. Rồi các cái xét nghiệm về thận, siêu âm thận, cũng như là nếu chúng ta nghi ngờ thì chúng ta sẽ chỉ định các xét nghiệm về sàng lọc thuốc. Thì đấy là những cái xét nghiệm mà được khuyến cáo để chúng ta chẩn đoán một cái tăng huyết áp cấp cứu. Về điều trị thì như thế nào? Thì nguyên lý chung của điều trị tăng huyết áp cấp cứu thì chúng ta thấy rằng là tăng huyết áp cấp cứu đó là những cái trường hợp mà chúng ta thấy gì là những cái tình huống khẩn cấp và bệnh nhân có tổn thương cơ quan đích. Cho nên nguyên lý chung đó là chúng ta phải lựa chọn cái liệu pháp tối ưu, bao gồm là lựa chọn thuốc tối ưu và cái huyết áp mục tiêu tối ưu. Và cái việc lựa chọn này sẽ phải tùy theo từng thể tăng huyết áp cấp cứu mà chúng ta có cái lựa chọn khác nhau, cái thuốc khác nhau và cái mục tiêu hạ huyết áp khác nhau. Một trong những nguyên lý quan trọng nữa đó là chúng ta không hạ huyết áp quá nhanh và quá thấp. Thì đây là một cái điều rất là quan trọng. Vì nếu chúng ta hạ quá nhanh và quá thấp thì sẽ làm nặng thêm cái tình trạng thiếu máu của cơ quan đích. Vì chúng ta biết rằng là trong những cái trường hợp mà tăng huyết áp cấp cứu thì nguyên lý chung đó là khi mà tăng huyết áp đột ngột và nó sẽ gây rối loạn cái quá trình điều hòa vận mạch của các cơ quan và nó sẽ gây tổn thương nội mô và do đó gây hoạt hóa toàn bộ các cái hệ thống đông máu. Do vậy ngoài cái việc là
làm giãn mạch một số nơi thì nó có thể hoạt hóa và gây tắc mạch một số nơi. Và đó chính là cái cơ chế mà gây các cái tình huống như là nhồi máu cơ tim, gây các tình huống như là nhồi máu não, cũng như là suy thận do tắc cái microamboli ở các cái mạch thận. Vì vậy mà trong trường hợp này, cái việc hạ huyết áp như thế, một cách vừa phải để đảm bảo là cung cấp được, vẫn đảm bảo được máu đến cơ quan đích là rất là quan trọng. Thì về nguyên lý chung, đó là đối với tăng huyết áp cấp cứu thì cái huyết áp trung bình là hạ từ 10 đến 20% trong 1 giờ đầu và thêm 5 đến 15% trong 23 giờ tiếp theo, tức là trong vòng 24 giờ. Sau đó trừ trường hợp, một số trường hợp đặc biệt, thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong một số trường hợp đặc biệt thì tí nữa chúng ta sẽ xem xét những trường hợp đặc biệt là những trường hợp nào. Tôi nhắc lại về cái huyết áp trung bình. Huyết áp trung bình của chúng ta thì được tính bằng huyết áp tâm trương cộng với 1/3 của số huyết áp tâm thu trừ đi huyết áp tâm trương. Như vậy, ví dụ như một người bình thường của chúng ta là huyết áp 120/80 thì huyết áp trung bình sẽ được tính bằng gì ạ? Bằng 120 trừ đi 80, tức là bằng bao nhiêu ạ? 40. Và cái huyết áp trung bình sẽ bằng 40 đấy chia cho 3, tức là khoảng 12-13, và cộng với 80, tức là cái huyết áp trung bình của bệnh nhân nó khoảng 92-93. Đấy, thì huyết áp trung bình của người bình thường là từ 70 đến 95. Thì nhắc lại về cái tính huyết áp trung bình. Với mục tiêu cần đạt với từng thể tăng huyết áp cấp cứu thì như thế nào? Thì chúng ta sẽ thấy rằng là tùy theo từng thể khác nhau, tức là tùy theo cái tổn thương cơ quan đích khác nhau mà cái mục tiêu của chúng ta sẽ rất là khác nhau. Cụ thể ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là những bệnh nhân có chỉ định bắt buộc, đó là những trường hợp nào? Đó là những trường hợp bệnh nhân có tách động mạch chủ, bệnh nhân có tiền sản giật, bệnh nhân có cơn tăng huyết áp do u tủy thượng thận, thì cái huyết áp chúng ta cần phải giảm xuống dưới 140 mmHg thủy ngân trong vòng 1 giờ đầu. Và đặc biệt là đối với lắc tách động mạch chủ thì chúng ta phải hạ ngay trong 1 giờ đầu là dưới 120 mmHg thủy ngân. Thì đây là những cái trường hợp có chỉ định bắt buộc. Còn những trường hợp khác không có chỉ định bắt buộc thì chúng ta thấy rằng là huyết áp sẽ giảm không quá 25% đối với huyết áp tâm thu trong giờ đầu. Và sau đó nếu ổn định thì chúng ta thấy rằng là có thể nhanh chóng là chúng ta dựa vào cái huyết áp tâm thu là 25, không quá 25% trong giờ đầu. Và nếu mà cái tình trạng lâm sàng chung của bệnh nhân ổn định thì chúng ta sẽ giảm xuống là 160/100 trong vòng 2 đến 6 giờ đầu. Và sau đó thận trọng giảm về bình thường trong thời gian theo dõi là từ 24-48 giờ. Thì chúng ta thấy rằng là ở đây thì rõ ràng là đây là những cái khuyến cáo để chúng ta làm căn cứ, để chúng ta thực hành. Còn mỗi một trường hợp đặc riêng thì chúng ta lại phải gì ạ? Trong những trường hợp này là những trường hợp mà rất quan trọng, đó chính là chúng ta phải cá thể hóa điều trị. Không có một cái khuyến cáo nào chung cho tất cả mọi bệnh nhân. Mà những trường hợp này, một điều rất lưu ý các bạn, đó chúng ta phải cá thể hóa điều trị theo từng bệnh nhân, theo các cái bệnh kèm theo của bệnh nhân, theo cái tổn thương cơ quan đích của bệnh nhân. Về việc lựa chọn thuốc thì một điều rất là quan trọng, đó là chúng ta phải lựa chọn thứ nhất là thuốc có tác dụng nhanh để chúng ta nhanh chóng hạ được huyết áp cho bệnh nhân, đạt hiệu quả tối đa nhanh. Nhưng điều rất quan trọng, nó lại phải hết tác dụng nhanh và dễ dàng chỉnh liều để chúng ta không hạ quá mức cái con số huyết áp. Cho nên trong những trường hợp này khuyến cáo là chúng ta phải dùng các thuốc đường tĩnh mạch. Là bởi vì như vậy, bởi vì những cái thuốc đường uống chúng ta sử dụng chúng ta sẽ không kiểm soát được. Nếu mà chúng ta dùng liều cao quá thì cái tích lũy ở trong người của chúng ta với các thuốc đường uống là nó sẽ kéo dài rất lâu và chúng ta không thể làm sao mà chúng ta điều chỉnh được các cái thuốc đường uống. Cho nên trong những trường hợp này mà chúng ta phải dùng các thuốc đường tĩnh mạch. Và các cái khuyến cáo thì cũng đều nhấn mạnh là chúng ta bắt buộc phải theo dõi ở ICU và dùng các thuốc đường tĩnh mạch để cho phù hợp. Với các thuốc đường tĩnh mạch thì chúng ta sử dụng đường gì? Huyết áp đường tĩnh mạch nào là thuốc tối ưu? Thì không phải tất cả mọi thuốc đều tối ưu, mà chúng ta thấy rằng là gì? Hạ thuốc tối ưu đó là thuốc thứ nhất là hạ huyết áp. Đầu tiên là hạ huyết áp. Nhưng một điều rất là quan trọng đó là không giảm cái lưu lượng máu tới cơ quan đích. Mà nó phải làm không những làm không giảm mà nó làm tăng
cái lượng máu tới cơ quan đích. Cho nên vì vậy mà trong những cái thuốc tĩnh mạch này thì cái thuốc giãn mạch là cái thuốc được lựa chọn đầu tiên, vì nó duy trì dòng máu tới cơ quan đích và tránh giảm được cái tưới máu và tăng được cái cung lượng tim. Cụ thể thì các đường huyết áp đường tĩnh mạch được hiện nay đang được khuyến cáo sử dụng theo các cái khuyến cáo hiện hành thì gồm có thuốc gì? Thứ nhất là nicardipin, như chúng ta đã biết, đó là thuốc chặn kênh canxi nhóm dihydropyridine. Thì rất may là cái thuốc này hiện nay trên thị trường Việt Nam của chúng ta cũng rất là sẵn có. Các thuốc tiếp theo đó là nitroprusiat, là các thuốc giãn mạch qua nitrit. Nitroglycerin thì cũng là một cái thuốc mà có sẵn trên thị trường. Hydralazine là một cái thuốc giãn mạch trực tiếp, thì trước đây cũng rất là sẵn trên thị trường. Tuy nhiên là trong khoảng 5-10 năm trở lại đây thì chúng tôi thấy rằng là trên thị trường cái thuốc này lại ít được nhập về. Thuốc tiếp theo đó là phenodopam, tức là cái thuốc kích thích thụ thể DOTA1 chọn lọc, và enalapril, thì những cái thuốc này hiện nay không có trên thị trường Việt Nam. Tuy nhiên tí nữa các bạn sẽ thấy rằng là rất là may mắn là với hai cái thuốc là nicardipin và nitroglycerin thì chúng ta sẽ thấy là nó cũng có thể thay thế được các thuốc còn lại và nó bao phủ được những cái thể tăng huyết áp cấp cứu của chúng ta. Ngoài ra những cái thuốc ức chế hệ adrenergic thì chúng ta sẽ thấy gồm có esmolol là những cái thuốc mà chặn beta 1 chọn lọc cũng được khuyến cáo. Thứ hai là labetalol là cái thuốc chặn alpha 1 và beta chọn lọc. Không chọn lọc, tức là chặn cả alpha và beta. Và chúng ta có phentolamine là cái thuốc chặn alpha chọn lọc. Thì cái thuốc này trước đây là rất là sẵn có, đặc biệt ở các cái khoa ngoại, thì tôi cũng biết là hiện nay ở các cái khoa ngoại có hay không, bởi vì cái này là trong các khoa ngoại là vẫn là phải luôn luôn túc trực để người ta dự phòng, đặc biệt ở những cái trường hợp mà mình phẫu thuật các cái u tủy thượng thận thì người ta bao giờ cũng phải dự phòng cái thuốc này, để khi mà chúng ta phẫu thuật là rất dễ có những cái cơn tăng huyết áp kịch phát trước và sau cái phẫu thuật u tủy thượng thận. Cụ thể thì chúng ta sẽ thấy ở đây là các cái thuốc với các cái liều khởi trị và các cái quy trình tăng liều và cái liều tối đa mà chúng ta được sử dụng. Thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng là nicardipin với sự ra đời của nó thì chúng ta sẽ thấy rằng là gần như là được chỉ định trong tất cả các tình huống, chỉ có chống chỉ định trong các trường hợp là hẹp van động mạch chủ tiến triển. Thì cũng rất là may là với những cái trường hợp hẹp van động mạch chủ tiến triển này thì cũng rất là ít gặp cái thể mà tăng huyết áp cấp cứu ở trong những trường hợp này. Thứ hai là nitroglycerin thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong thị trường của chúng ta và ở các cái phòng cấp cứu chúng ta cũng rất là sẵn sàng. Thì thuốc này sẽ được chỉ định đặc biệt trong những trường hợp có hội chứng vành cấp và hoặc bệnh nhân có phù phổi cấp. Đặc biệt chú ý thì chúng ta sẽ thấy rằng là nitroglycerin là cái thuốc giãn mạch và đặc biệt nó có giãn cả gì ạ? Các cái tĩnh mạch, cho nên nó sẽ giảm tiền gánh rất là mạnh. Cho nên những trường hợp này là chúng ta không dùng ở những cái bệnh nhân mà có giảm thể tích. Bởi vì những cái trường hợp này là những cái trường hợp mà đã có giảm tiền gánh rồi. Cho nên nitroglycerin thì chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng trong những trường hợp mà bệnh nhân là có suy tim hoặc là có hội chứng vành cấp thì chúng ta sẽ ưu tiên cái thuốc này. Còn những trường hợp khác thì chúng ta có thể lựa chọn ưu tiên là nicardipin. Chúng ta thấy rằng là hydralazine là một cái thuốc giãn mạch trực tiếp thì từ trước là rất là được sử dụng chỉ định trong những trường hợp mà do tiền sản giật do phụ nữ mang thai. Thế tuy nhiên là chúng ta sẽ thấy gần đây với những cái tác dụng phụ của nó khi mà dùng kéo dài thì cho nên là hiện nay thì hydralazine cũng ít được dùng trong những trường hợp mà cơn tăng huyết áp ở bệnh nhân phụ nữ tiền sản giật. Ngoài ra những thuốc khác ở đây thì các bạn có thể tham khảo bởi vì chúng ta cũng không có ở trên thị trường. Thì chúng ta thấy rằng là đặc biệt đối với những trường hợp mà phình tách động mạch chủ thì chúng ta thấy rằng là những cái thuốc chặn beta giao cảm này được ưu tiên. Tuy nhiên khi mà sử dụng tất cả các thuốc này thì một điều rất là quan trọng khi mà các bạn định dùng một cái thuốc gì thì đầu tiên chúng ta cũng phải nắm được chắc cái dược động học của thuốc. Thứ hai là cái quan trọng nữa là các chỉ định và chống chỉ định của các thuốc này. Và điều quan trọng chúng tôi rất là muốn nhấn mạnh với các bạn là khi chúng ta khởi đầu dùng một cốc thuốc gì thì các bạn lần đầu tiên sử dụng các bạn hãy theo dõi cẩn thận.
Bởi vì chúng tôi thấy rằng là nhiều khi chúng ta cứ sử dụng theo cái truyền miệng, ví dụ nicardipin truyền miệng nhau là sẽ pha là bao nhiêu ống, trong bao nhiêu ống xong truyền bao nhiêu, là cứ thế truyền cho bệnh nhân mà chúng ta không có theo dõi. Thì chúng tôi thấy rằng là qua theo dõi một số hồ sơ thì không biết ở các nơi khác thế nào, nhưng chúng tôi nhấn mạnh là chúng ta nên theo đúng cái quy trình theo dõi, khởi đầu với cái liều được chỉ định và chúng ta định kỳ. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy rằng là người ta định kỳ là 3 phút tăng liều một lần, thì chúng ta 3 phút chúng tăng liều một lần và chúng ta phải theo dõi sát cái huyết áp của bệnh nhân để không đạt được cái đích huyết áp mà chúng ta cần đạt, không hạ thấp quá huyết áp của bệnh nhân. Tránh trường hợp là cứ thế chuyển thế xong là cứ thế, không có một cái theo dõi nào ở trong hồ sơ bệnh án. Thì ngoài cái việc khuyến cáo thì chúng ta thấy rằng là kinh nghiệm của người thầy thuốc rất là quan trọng. Và trước khi chúng ta chỉ định một cái thuốc gì thì chúng tôi khuyên các bạn chúng ta hãy đọc kỹ cái hướng dẫn sử dụng của cái thuốc đó để chúng ta nắm chắc cái dược động học của thuốc, chỉ định, chống chỉ định của thuốc, đặc biệt là tác dụng phụ của các thuốc để tránh những cái đáng tiếc xảy ra. Thì bởi vì tất cả những cái chúng ta học hôm nay có thể ngày mai ngay lập tức các bạn cũng sẽ quên, cho nên khi chúng ta sử dụng thuốc gì thì chúng tôi khuyên là các bạn hãy đọc kỹ lại, và đấy là cái cách học tốt nhất. Thì chúng tôi không đi kỹ vào cái này, và đấy là cái kinh nghiệm mà chúng tôi cũng muốn truyền đạt lại các bạn, chúng ta nên thận trọng khi dùng tất cả các cái thuốc. Vậy thì với mỗi cái thể khác nhau thì chúng ta có cái huyết áp mục tiêu khác nhau và các thuốc lựa chọn ưu tiên khác nhau trong mỗi tình huống. Cụ thể là như thế nào? Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là ví dụ trong trường hợp là lóc tách thành động mạch chủ thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ ưu tiên các cái thuốc chẹn beta giao cảm. Đấy. Và cái đích của chúng ta như tôi nói, ví dụ trong bóc tách động mạch chủ là chúng ta phải hạ nhanh trong vòng 1 giờ đầu để cho huyết áp xuống dưới 120 mmHg. Đấy. Và khi mà chúng ta dùng các cái thuốc như là nicardipin hoặc nitroprusiat là những cái thuốc có thể làm tăng nhịp tim rất là nhanh khi chúng ta truyền. Như vậy chúng ta sẽ phải dùng chẹn beta trước khi mà cho dùng các cái thuốc này. Như vậy trong trường hợp mà chúng ta không có các cái thuốc truyền tĩnh mạch thì chúng ta sẽ phải ngay lập tức cho bệnh nhân các cái thuốc đường uống kết hợp với chúng ta truyền các cái thuốc nicardipin. Thì như vậy chúng ta phải phối hợp cả hai thuốc cùng lúc. Và ví dụ như là trong bóc tách động mạch chủ thì chúng ta phải cho chẹn beta liều cao. Và như vậy ví dụ như chúng ta có beta lốc dốc với beta lốc thường thì chúng ta sẽ chọn cái gì ạ? Trong trường hợp này chúng ta nên chọn beta lốc dốc hay beta lốc thường ạ? Thường hay dốc ạ? Ai dùng dốc ạ? Vâng, ai dùng beta lốc thường ạ? Vâng, thì rõ ràng là trong mỗi tình huống, ví dụ trường hợp này là chúng ta cần một cái hiệu quả nhanh thì chúng ta phải nên lựa chọn những cái thuốc như là beta lốc thường thôi. Beta lốc dốc là nó tác dụng rất là chậm để cho có hiệu quả nhanh. Và những trường hợp này thì các bạn đừng lo lắng mà các bạn phải dùng ngay liều cao, thậm chí là tùy căn, đương nhiên là chúng ta phải căn cứ vào cái nhịp tim của bệnh nhân khi mà chúng ta khám bệnh. Nhưng làm sao ví dụ trong bóc tách động mạch chủ là chúng ta phải cho nhịp tim xuống tần số khoảng bao nhiêu ạ? Bao nhiêu là phù hợp ạ? Chúng ta phải hạ xuống loanh quanh khoảng 60-65 là được. Đấy. Thì trong trường hợp này, nhưng tuy nhiên một điều nhấn mạnh là gì? Với mục tiêu là ức chế cái hệ beta giao cảm. Có bạn thì bảo với tôi là thì bây giờ vấn đề là chỉ cần chậm nhịp tim thôi, thế thì cô ấy, em sẽ phối hợp chẹn beta cộng với procolang để cho chậm nhịp tim, như vậy có phải là phù hợp hay không? Có nên phối hợp với procolang không ạ? Đấy, thì chúng ta thấy rằng là mục tiêu là chúng ta sử dụng cái tần số tim để xem cái mức độ chúng ta ức chế hệ giao cảm như thế nào, chứ không phải với mục tiêu để hạ tần số tim. Cho nên ưu tiên trong trường hợp này là chúng ta phải dùng chẹn beta giao cảm với liều cao, chứ không phải là cần phối hợp giữa chẹn beta với procolang. Đấy. Thì những trường hợp này là chúng ta nên sử dụng mạnh dạn, dùng liều cao để chúng ta khống chế cái tần số tim, để làm một là giảm cái hoạt hóa của cái hệ giao cảm, đồng thời là tránh được cái tác dụng phụ của nicardipin là tác dụng tăng nhịp. Trường hợp ngược lại là nếu với bệnh nhân phù phổi cấp thì chúng ta sẽ phải dùng những cái thuốc ở đây như là nitroglycerin là những cái thuốc mà được ưu tiên. Trong trường hợp hội chứng vành cấp thì các bạn sẽ thấy ở đây là chúng ta có thể lựa chọn các thuốc chẹn beta giao cảm
với các cái thuốc nicatipin hoặc là nitroglycerin. Với trường hợp suy thận cấp thì chúng ta sẽ thấy rằng là các thuốc chúng ta có thể lựa chọn đó là phenodopam, tức là thuốc ức chế cái hệ dopaminergic. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái thuốc này thì nó có tác dụng giãn mạch rất mạnh, đặc biệt là nó giãn cả mạch thận rất là mạnh, cho nên có thể được sử dụng trong những trường hợp này. Và nicatipin cũng là một cái thuốc mà chúng ta sẽ thấy rằng là cũng được chỉ định trong những trường hợp này. Những trường hợp khác mà hiếm gặp hơn như là tiền sản giật thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây là những cái thuốc mà có thể chỉ định. Trong đó thì nicatipin cũng là những cái thuốc mà được chỉ định. Tăng huyết áp, chu phẫu thì chúng ta sẽ thấy có thể là dùng hydralazine, labetalol hoặc là nicatipin. Hoặc là trong trường hợp đặc biệt là cái cường catecholamine, tức là trong những trường hợp như chúng ta phẫu thuật u tủy thượng thận hoặc là phẫu thuật bóc tách động mạch cảnh, nó kích thích cái hệ giao cảm, thì lúc đó chúng ta có thể dùng nicatipin hoặc là phentolamine thì như tôi nói ở đầu. Tuy nhiên ở đây chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh là tất cả những cái thuốc này thì chúng ta thấy rằng là cái nicatipin có thể hoàn toàn thay thế được những cái thuốc khác. Và các thuốc ở đây là sắp xếp theo vần ABCD chứ không phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Thì thực tế cho thấy rằng là với những cái mặc dù thì có thể nói rằng là thực ra thì tất cả những cái thuốc này, thuốc nào là thuốc ưu tiên lựa chọn số 1 thì các cái nghiên cứu nó không có quá nhiều, tức là không có nhiều các nghiên cứu đối chứng để cho ra những cái bằng chứng mạnh mẽ để mà các cái guideline nó có thể khuyến cáo là thuốc nào là thuốc lựa chọn số 1, thuốc nào là thuốc lựa chọn số 2. Thế tuy nhiên là qua những cái kinh nghiệm lâm sàng thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái nicatipin là một cái thuốc mà người ta thấy rằng là sử dụng khá an toàn và có thể bao phủ trong tất cả các tình huống. Và điều quan trọng và tôi rất muốn nhấn mạnh là những cái thuốc gì mà chúng ta dùng có kinh nghiệm thì chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng, bởi vì rằng là khi mà bác sĩ chúng ta, cho nên ngoài các cái guideline thì cái việc kinh nghiệm của người thầy thuốc cũng rất là quan trọng, bởi vì khi các bạn đã có kinh nghiệm sử dụng thì chúng ta dùng sẽ chắc tay hơn. Thì đối với những cái tăng huyết áp cấp cứu này, bởi vì người ta không có, chúng ta không thể đưa ra được những cái nguyên cáo đối đầu. Ví dụ bệnh nhân này là chúng ta cho dùng nicatipin, rồi bệnh nhân kia người ta cho dùng labetalol để mà người ta có những cái nghiên cứu gọi là nghiên cứu bệnh chứng đối đầu. Thế cho nên nó không có những cái kết quả nghiên cứu mạnh mẽ để khuyến cáo. Tuy nhiên dựa trên những cái dược động học của thuốc, dựa trên những cái kinh nghiệm lâm sàng thì tôi thấy rằng là rất là may mắn là tuy chúng ta không có tất cả những cái thuốc trên thị trường, nhưng với nicatipin và nitroglycerin thì với những cái kinh nghiệm trên thế giới là chúng ta cũng đủ để xử trí các những cái trường hợp này. Thì đây là chúng tôi giới thiệu lại kỹ hơn về hai cái thuốc mà chúng ta sẵn có ở trong cái phòng cấp cứu. Thì chúng ta thấy rằng là nicatipin thì chúng ta sẽ dùng khởi đầu là liều 5mg trong 1 giờ, tăng thêm mỗi 2,5mg trong 1 giờ mỗi 5 phút, tức là sau 5 phút chúng ta lại đo lại huyết áp. Nếu chưa đạt cái huyết áp mục tiêu thì chúng ta lại tăng lên 2,5mg, mỗi một mức tăng là chúng ta chỉ tăng 2,5mg trong 1 giờ, và liều tối đa mà chúng ta duy trì là 15mg trong 1 giờ. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta khởi trị là chúng ta phải theo dõi sát để chúng ta tăng lên cái liều mà chúng ta mong muốn, chứ chúng ta đừng cứ ngay lập tức là bệnh nhân nào cũng như bệnh nhân nào là truyền một cái liều giống nhau. Thì rõ ràng là tùy theo từng người bệnh mà chúng ta sẽ khởi trị với liều thấp và chúng ta tăng lên để theo cái đáp ứng của từng người bệnh. Thì chúng ta chú ý là nicatipin nếu mà chúng ta dùng liều cao quá là có thể gây tụt áp, đặc biệt là có thể gây tăng tần số tim. Cho nên ngoài cái việc chúng ta theo dõi cái đáp ứng với áp thì các bạn phải theo dõi xem cái tần số tim của bệnh nhân tăng lên ra sao, rồi các cái nó có thể gây suy tim vì nó là chẹn kênh canxi. Thì trong những trường hợp mà suy tim nặng là chúng ta cũng chống chỉ định. Vì giãn mạch cho nên chúng ta sẽ thấy là tất cả các thuốc giãn mạch thì đều có thể có tác dụng phụ là đau đầu hoặc buồn nôn do cái tác dụng giãn mạch của thuốc. Chỉ định thì chúng ta sẽ thấy là chỉ định hữu hiệu trong hầu hết các trường hợp, chỉ không dùng trong những trường hợp mà suy tim cấp mà thôi. Và để hạn chế cái tác dụng phụ gây nhịp nhanh thì chúng ta có thể phối hợp với chẹn beta giao cảm là chúng ta có thể khống chế được cái nhịp nhanh. Và đặc biệt như tôi đã nói là đối với những trường hợp tắc động mạch chủ
thì chúng ta bắt buộc phải dùng trẻ metenzao cảm trước khi chúng ta chuyển cái thuốc này để tránh những tác dụng phụ. Thuốc thứ hai mà trên chúng ta sẵn có đó là nitroglycerin, thì liều khởi đầu theo khuyến cáo hiện nay mới nhất đó là chúng ta sẽ khởi đầu với liều là 5 microgram trong 1 phút. Tức là có loại thì chúng ta tính theo giờ, có loại chúng ta tính theo phút. Cho nên tốt nhất trong những trường hợp này là các bạn phải dùng bơm tiêm điện và tăng mỗi 5 microgram trong 1 phút, mỗi 3 đến 5 phút để đạt được liều tối đa là 20 microgram trong 1 phút. Đấy. Thì cái mức chỉnh liều này theo cái khuyến cáo mới nhất nó cũng hơi khác những cái khuyến cáo trước một chút. Thì nó cũng là các tác dụng giãn mạch, cho nên các bạn thấy là nó cũng có thể có tác dụng đau đầu hoặc là buồn nôn. Và do nó có tác dụng là giãn cả tĩnh mạch, giãn nhẹ tiểu động mạch khi dùng liều cao, cho nên là các bạn chú ý là trong những cái trường hợp mà có giảm thể tích là chúng ta phải chống chỉ định, thì chúng ta lưu ý những trường hợp này. Và chỉ định ưu tiên của nó là trong hội chứng vành cấp và phù phổi cấp. Như vậy thì tất cả các thể khác là chúng ta có thể ưu tiên lựa chọn gì ạ? Nicardipine. Còn trong những trường hợp bệnh nhân có phù phổi và hội chứng vành cấp thì chúng ta dùng nitroglycerin. Như vậy cũng rất là đơn giản cho chúng ta trong thực hành lâm sàng. Ngoài ra thì một cái số những cái thể đặc biệt như là xuất huyết não thì chúng ta sẽ thấy có những chỉ định riêng, hoặc là đột quỵ nhồi máu não cấp thì chúng ta cũng thấy có những chỉ định riêng về việc thời gian khởi trị cũng như là cái mức huyết áp khởi trị, khi nào thì chúng ta điều trị và cái đích. Thì cái bài này trong cái bài đột quỵ là chắc các bạn học rồi, cho nên chúng tôi sẽ không nhắc lại nữa. Chúng tôi sang một cái thể là điều trị tăng huyết áp khẩn trương. Thì đây là một cái thể mà như tôi nói ban đầu là các bạn cũng sẽ rất thường gặp nếu các bạn làm ở một cái phòng khám cấp cứu. Đặc biệt nếu như các bạn sau này nếu đi giảng dạy cho các bạn ở bệnh viện huyện hay trạm y tế xã, thì đây là cũng thể mà cũng rất là thường gặp ở những cái bệnh viện huyện nếu chúng ta quản lý bệnh nhân tăng huyết áp cũng như là trạm y tế xã. Thế thì tăng huyết áp khẩn trương như tôi đã nói ở đầu là những trường hợp mà tăng huyết áp tăng cao, thậm chí là huyết áp tâm trương có thể trên 120 nhưng bệnh nhân không có tổn thương cơ quan đích. Và trong những trường hợp này thì huyết áp chỉ cần giảm dần trong vòng 24 đến 48 giờ. Và trong những trường hợp này chúng ta cũng không hạ quá nhanh. Vì thậm chí chúng ta nếu hạ quá nhanh thì thậm chí là bệnh nhân đang không có tổn thương cơ quan đích, khi chúng ta hạ quá nhanh thì có thể gây khởi phát tổn thương cơ quan đích cho bệnh nhân. Và trong những trường hợp này thì chúng ta sẽ sử dụng các thuốc đường uống. Và thuốc đường uống chúng ta có thể tùy theo từng bệnh nhân là xem bệnh nhân đang ngừng thuốc đột ngột thì chúng ta có thể dừng liều cũ hoặc tăng liều hoặc phối hợp thuốc. Thì đa số kinh nghiệm của tôi là chúng ta thường những trường hợp này là thường bệnh nhân trước đó điều trị là không đủ liều, hoặc là bệnh nhân quên thuốc, hoặc là cái việc kiểm soát huyết áp của bệnh nhân đã không tốt. Ví dụ như thường thường huyết áp của bệnh nhân nền đã là khoảng 160 trên 90-100. Thế thì trên cái nền là huyết áp đã kiểm soát không tốt thì bệnh nhân ví dụ bị mất ngủ, có căng thẳng thì huyết áp nó sẽ tăng vọt lên 180-190. Thì những lúc này là mình khởi trị lại với cái liều cũ và mình tăng thuốc, phối hợp thuốc, kết hợp thêm những cái thuốc giảm lo âu cho bệnh nhân và chúng ta theo dõi sát. Những cái thuốc mà để điều trị ở đây được ưu tiên thì chúng ta sẽ thấy ở đây là có captopril, amlodipine, felodipine, isadipine hoặc là prazosin, tức là trẻ alpha giao cảm. Tại sao captopril lại được đưa vào cái khuyến cáo đầu tiên này? Tức là chúng ta thấy rằng là tất cả các cái thuốc huyết áp đường uống các bạn đều có thể được sử dụng. Trong tay mình có cái gì mình có thể sử dụng. Tuy nhiên captopril nó có một cái đặc điểm, đó là mặc dù nó là cái thuốc gì ạ, ức chế men chuyển, nhưng cái thời gian tác dụng của nó khá nhanh, chỉ trong khoảng 15 đến 30 phút là đã có tác dụng, và tác dụng kéo dài khoảng 6 tiếng. Thế cho nên là chúng ta có thể dùng cái captopril, và đặc biệt là captopril nó hạ cũng khá là êm dịu, nó không hạ quá nhanh, quá đột ngột. Nó khác với nifedipine, nếu các bạn dùng nifedipine tác dụng nhanh thì nó sẽ làm tụt huyết áp rất là nhanh, nhưng mà cái huyết áp nó lại tăng vọt lên rất nhanh, chỉ khoảng sau 2 tiếng, đặc biệt là cái nifedipine tác dụng nhanh. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng là hiện nay khuyến cáo điều trị tăng huyết áp nói chung là chúng ta cũng không được dùng nifedipine tác dụng nhanh, mà chúng ta chỉ được dùng nifedipine tác dụng chậm.
Một trong những trường hợp nữa đó là ở nhiều đơn vị cấp cứu thì chúng ta cũng rất là hay có thói quen là khi bệnh nhân có cái cơn tăng huyết áp thì chúng ta sẽ cho lợi tiểu. Tuy nhiên người ta thấy rằng là lợi tiểu không phải là chỉ được ưu tiên trong những trường hợp này, chỉ trừ những trường hợp bệnh nhân có ư dực, ví dụ như bệnh nhân có bệnh thận thì các bạn hãy dùng cái lợi tiểu furosemid. Còn những trường hợp khác các bạn cứ dùng những cái thuốc trên là đã đáp ứng cho bệnh nhân, kèm theo mình khai thác thêm những cái yếu tố khởi phát rồi thêm các cái thuốc giảm lo âu rồi cộng và cho bệnh nhân nghỉ ngơi là đã đạt được cái kết quả. Một điểm nữa mà nếu như tôi không biết là vì các bạn là cũng đã tham gia điều trị, đặc biệt là ở những cái phòng khám tư và các bác sĩ lớn tuổi, thì khi mà bệnh nhân có những cái cơn tăng huyết áp cao là rất hay cho ngậm nifedipine, cái lạng con nhộng, giò giò vài giọt vào dưới lưỡi. Thì với tất cả những cái kết quả bằng chứng cho đến hiện nay thì người ta không khuyến cáo sử dụng nifedipine tác dụng nhanh, vì người ta thấy rằng là thuốc tác dụng rất là nhanh, chỉ sau 5 đến 10 phút và đạt đỉnh sau 30 đến 60 phút, nhưng tác dụng kéo dài từ 6 đến 8 tiếng. Và với việc tác dụng hạ áp mạnh và nhanh làm cho chúng ta sẽ không kiểm soát được và có thể gây ra những cái biến cố thiếu máu não và tim cho bệnh nhân. Và ngược lại thì người ta không thấy có bằng chứng nào có lợi ích của cái thuốc này. Cho nên là hiện nay thì thống nhất tất cả với khuyến cáo mới nhất của ESC 2018 cũng như là AAA 2017, cho đến hiện nay thì không khuyến cáo, tất cả các cái hội đều không khuyến cáo dùng nifedipine ngậm dưới lưỡi để xử trí các cái cơn tăng huyết áp. Cho nên cái này tôi cũng muốn nhấn mạnh là chúng ta không sử dụng thuốc này. Để đôi khi là khi mà nhất là chúng ta có khi ở hàng xóm gọi sang là chúng ta cũng bị áp lực rất là căng thẳng, thì mình cứ phải mong muốn là hạ huyết áp xuống rất là nhanh. Nhưng rõ ràng trong trường hợp này chúng ta hạ nhanh và mạnh quá là đôi khi cũng có làm hại cho bệnh nhân nhiều hơn là có lợi. Để kết thúc thì chúng tôi xin giới thiệu các bạn là cái phác đồ xử trí một cơn tăng huyết áp. Thì khi mà bệnh nhân có một cái cơn tăng huyết áp, huyết áp tâm thu trên 180, tâm trương trên 120, thì lúc đó chúng ta sẽ nhanh chóng khám và đánh giá xem bệnh nhân có tổn thương cơ quan đích tăng lên mới xuất hiện hay tiến triển không. Nếu có thì đấy là một trường hợp tăng huyết áp cấp cứu, và chúng ta xử trí theo trường hợp tăng huyết áp cấp cứu là phải nhập vào đơn vị cấp cứu và sẽ phân loại sang trường hợp mà có tình trạng ưu tiên. Đó là những trường hợp có bóc tách động mạch chủ, có sản giật hoặc tiền sản giật, hoặc cơn tăng huyết áp do u tủy thượng thận, thì chúng ta phải nhanh chóng đưa huyết áp về trong vòng dưới 140 hoặc thậm chí dưới 120 trong vòng 1 giờ đầu. Trường hợp còn lại thì chúng ta sẽ giảm không quá 25% trong giờ đầu. Tất nhiên là chúng ta sẽ phải có những cái căn cứ theo tùy theo tổn thương cơ quan đích, tùy theo các cái bệnh kèm theo của bệnh nhân. Ví dụ đối với nhồi máu não cấp thì chúng ta đã có khuyến cáo riêng. Ví dụ đối với xuất huyết não chúng ta cũng có những cái khuyến cáo riêng. Với cái việc xử lý huyết áp trong vòng 6 giờ đầu hay là 72 giờ đầu đối với nhồi máu não. Còn những trường hợp mà không có tổn thương cơ quan đích thì chỉ xếp loại là tăng huyết áp khẩn trương hay là tăng huyết áp đáng kể, và chúng ta chỉ cần hạ huyết áp bằng đường uống tích cực và theo dõi chặt chẽ cho bệnh nhân là đủ. Như vậy thì chúng tôi xin được kết luận như sau. Cơn tăng huyết áp đó là một cái cấp cứu nội khoa, và có hai cái thể khác nhau là tăng huyết áp cấp cứu và tăng huyết áp khẩn trương mà các bác sĩ lâm sàng chúng ta cần phải nhanh chóng phân loại. Đối với tăng huyết áp để mà xác định dựa trên là có tổn thương cơ quan đích hay là không có tổn thương cơ quan đích, và chúng ta có cái chiến lược điều trị riêng. Đối với tăng huyết áp cấp cứu thì chúng ta cần được hạ huyết áp an toàn. Tôi nhấn mạnh là hạ huyết áp an toàn bằng các thuốc đường tĩnh mạch, và đặc biệt chúng ta phải cá thể hóa trong từng trường hợp. Đối với tăng huyết áp khẩn trương thì chúng ta sẽ điều trị bằng các thuốc đường uống, không cần nhập viện nhưng cần theo dõi sát. Và việc chẩn đoán và điều trị đúng sẽ giúp giảm biến cố cũng như tử vong cho người bệnh.